Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi đến Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải TD về vấn đề liên kết đường sắt tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bộ Giao thông Vận tải cho biết Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cảng hàng không quốc gia hết sức quan trọng, hướng đến mục tiêu trở thành điểm trung chuyển hàng không quốc tế chủ chốt ở khu vực này. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông kết nối với cảng hàng không này đã được định hình trong Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 2015 của Quốc hội. Hiện nay, giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai, cùng lúc với việc thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Cả hai tuyến đường sắt này đều tính đến việc sắp xếp các ga ngầm tại cảng hàng không. Để đảm bảo việc xây dựng các hạng mục của cảng hàng không quốc tế Long Thành phù hợp với việc mở ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và ga đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt TD cùng ACV kiểm tra lại không gian và cấu trúc kích thước để đảm bảo có đủ chỗ cho việc bố trí ga đường sắt và kết nối một cách thuận tiện với nhà ga hành khách cũng như các công trình khác tại cảng hàng không. Các cơ quan này cũng cần chắc chắn rằng quá trình xây dựng sau này của các công trình đường sắt sẽ không ảnh hưởng tới cấu trúc của cảng hàng không quốc tế Long Thành và phải báo cáo kết quả lại với Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 18 tháng 3 năm 2024. Liên quan đến thông tin, sân bay Long Thành đã thi công đóng móng cọc trong khi chưa hoàn thiện kế hoạch xây dựng ga ngầm đường sắt, phía ACV khẳng định các kết cấu công trình xây dựng không ảnh hưởng đến nhau và đã có phương án kết nối giữa các công trình này để đảm bảo hành khách di chuyển thuận lợi từ các ga đường sắt đến nhà ga hành khách. ACV cho biết, theo kế hoạch đã được phê duyệt, cả hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành đều được xây dựng song song và nằm gọn trong khu vực giữa trục đường chính nội bộ của sân bay quốc tế Long Thành. Nhà thầu thi công hạng mục nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành trong giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng sân bay quốc tế Long Thành không hề có công trình nào được xây dựng trong khu vực quy hoạch này. Hơn nữa, ACV cũng đã dành ra một khu vực không gian trống để phục vụ cho việc xây dựng đường sắt và các nhà ga tàu trong tương lai theo đúng quy hoạch. Các nhà ga hành khách T1, T2, T3, T4 cùng với các công trình phụ trợ khác như bãi đỗ xe được định vị bên ngoài và xung quanh trục đường giao thông chính này. Đồng thời, theo đề xuất từ bản nghiên cứu tiền khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao do TD phụ trách, nhà ga đường sắt dự kiến sẽ được đặt ngầm và nằm giữa trục đường chính ở vị trí trước và cách nhà ga hành khách T1 của sân bay quốc tế Long Thành khoảng 220m và cách bãi đỗ xe T1 khoảng 35m. Hơn nữa, sau khi công trình đi vào hoạt động, nó sẽ được liên kết thông qua hệ thống cầu dành cho người đi bộ, đảm bảo khách có thể di chuyển một cách thuận tiện từ nhà ga hành khách T1 qua bãi đỗ xe T1 để đến ga đường sắt. Như vậy, nhà ga hành khách T1 tại sân bay quốc tế Long Thành cùng với các ga đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị đều là các công trình riêng biệt về mặt vị trí. Chính vì vậy, các kết cấu của những công trình này không gây ảnh hưởng lẫn nhau và đã có sẵn các phương án để kết nối giữa các công trình, bảo đảm hành khách có thể di chuyển dễ dàng từ ga đường sắt đến nhà ga hành khách mà không liên quan đến phần móng cột của nhà ga, đại diện ACV đã xác nhận điều này. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phương án về vị trí, hướng tuyến, quy mô và lộ trình đầu tư của dự án đầu tư cầu qua sông Đồng Nai kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch, Đồng Nai được hai tỉnh thành thống nhất. Cụ thể, các phương án cầu kết nối giữa hai địa phương như làm cầu thay phà Cát Lái, cầu kết nối Thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ, Thành phố Hồ Chí Minh với huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và cầu kết nối khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sớm xây dựng kế hoạch đầu tư cầu thay phà Cát Lái để Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp. Trước đó, bàn về việc xây cầu kết nối, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã đề nghị bổ sung vào các đồ án quy hoạch có liên quan để đảm bảo đồng bộ thống nhất với các đồ án quy hoạch của hai tỉnh thành phố phù hợp với mục tiêu phát triển chung khu vực. Riêng việc xây cầu thay phà Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trong đó lưu ý thời điểm triển khai thi công phần cầu dẫn phía Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sau khi tuyến đường liên cảng Cát Lái, Phú Hữu, Vành đai 3 hoàn thành và đưa vào khai thác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong quá trình nghiên cứu đầu tư các dự án, đảm bảo đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư. Tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiến nghị cần sớm xóa bỏ phà Cát Lái vì hiện nay đã quá tải. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề xuất thời gian triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn 2021 đến 2025.
Vào giữa năm 2023, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết, sau 5 lần làm việc với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thống nhất được phương án làm cầu Cát Lái, đang rà soát lại về mặt quy hoạch. Khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị triển khai cầu Cát Lái sau đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3 do đặc thù giao thông của khu vực. Đến nay, về vị trí hướng tuyến, quy mô và lộ trình đầu tư của dự án đã được hai tỉnh thành thống nhất. Liên quan đến các dự án hạ tầng kết nối, thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tạo ra sự kết nối giao thông liên vùng. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2026, nhưng hiện tại chỉ mới có đường bộ, chưa có đường sắt kết nối hệ thống giao thông khu vực đến sân bay Long Thành. Vì vậy, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đồng bộ với thời gian khai thác sân bay Long Thành. Đối với tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên kết nối với tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông qua kế hoạch và phương án đầu tư kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 kết nối với tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai trong quý 2/2024. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá nội dung các cơ chế, chính sách đặc thù vùng Đông Nam Bộ gắn với đặc thù từng địa phương vẫn chưa được cấp thẩm quyền ban hành, dẫn đến chưa khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Các dự án trọng điểm đang thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai nhưng vẫn đang thiếu hụt nguồn đất đắp. Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, sân bay Long Thành nằm trong quy hoạch phát triển và lập dự án đầu tư từ năm 1997. Hơn 20 năm sau, ngày 5 tháng 1, 2021, công trình mới chính thức khởi công giai đoạn 1, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2025. Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sau khi hoàn thành xây dựng, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất cả nước. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, nhiều gói thầu của dự án thành phần 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai bám sát tiến độ đề ra. Trong đó, ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành, gói thầu 5.10 là hạng mục quan trọng nhất của dự án sân bay Long Thành, được khởi công từ 31 tháng 8 2023 với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 4 tháng thi công, nhà ga đã thành hình. Liên danh nhà thầu huy động hơn 2.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm máy móc, trang thiết bị làm việc ngày đêm, xuyên Tết nhằm đảm bảo tiến độ của gói thầu, đưa gói thầu về đích với tiêu chí an toàn, chất lượng. Nhà ga được xây dựng và áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không, lựa chọn chủng loại vật liệu theo xu hướng, áp dụng cho các nhà ga hàng không hiện đại trên thế giới, đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ và đặc tính của nhà ga hàng không. Đồng thời, còn sử dụng các loại vật liệu bao che, bảo đảm tiết kiệm năng lượng cho nhà ga và thân thiện với môi trường. Hơn nữa, nhà ga được xây dựng trên khu đất rộng 150 ha, thiết kế hai luồng đi và đến tách biệt, gồm một tầng trệt và ba lầu. Tầng 1 là khu cửa hàng miễn thuế, nơi thực hiện các chuyến bay nối chuyến, nhập cảnh và nhận hành lý. Tầng 2 là nơi hành khách có thể ăn uống, mua sắm trong lúc chờ chuyến bay. Tầng 3 là khu vực làm thủ tục hải quan, an ninh, xuất nhập cảnh. Tất cả đều được trang bị các máy móc hiện đại, nhận diện hành khách bằng máy quét khuôn mặt, công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, gói thầu 4.6 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình, đường cất hạ cánh, đường lăn, sơn đổ tàu bay, ga hàng hóa, hang ga, cách ly và các công trình khác cũng đã được khởi công từ ngày 31 tháng 8. Nhà thầu thi công và tư vấn giám sát vẫn triển khai công việc cụ thể trên cơ sở kế hoạch triển khai chi tiết các hạng mục chính của gói thầu như thi công đường CHC, đường lăn và sơn đổ, thi công đường công vụ khu bay, hệ thống thoát nước mưa. Đối với gói thầu 6.12, thi công xây dựng hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2. Mặc dù gặp nhiều bất lợi về thời tiết và khó khăn, nhưng liên danh nhà thầu thi công vẫn triển khai công việc bám sát kế hoạch tiến độ chi tiết đã đề ra. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.